Information première, Anh nous propose Formation maintenant Premier, le hôm Club nay de xin la gửi tới presse, quý vị l'émission chương de trình câu lạc Jacques bộ báo Salbert chí của Jacques et Salabert Igor và Barret Igor de Barret được l'hôtel thực hiện Jean-Georges trực tiếp V. từ khách sạn Georges V. Chương trình Information Premier giới thiệu câu lạc bộ báo chí. Dẫn chương trình Jacques Salabert, đạo diễn Igor Barret, với sự hỗ trợ của Francis Mercury và Roger Pick. Xin kính chào quý vị. Nhiều quý vị đã biết, chương trình này không thể phát sóng nếu không có sự hỗ trợ của quý vị khán giả. Chúng tôi rất mong quý vị trực tiếp đặt câu hỏi cho chương trình bằng cách gọi điện đến số điện thoại 2222 ngay từ bây giờ. Và các câu hỏi sẽ được chuyển tới chúng tôi tại khách sạn Georges V. Có lẽ quý vị đã nghe trên Information Premier hoặc đọc trên báo chí và biết rằng chủ đề tranh biện tối nay là Việt Nam. Tình hình Việt Nam ra sao? Phải chăng những vụ oanh tạc tuần trước là dấu hiệu cho thấy chính sách ngày càng cứng rắn của Hoa Kỳ? Hội nghị Paris đã chính thức đi đến hồi kết hay chưa? Đó là những nghi vấn mà chúng ta sẽ cùng thảo luận. Như thường lệ, tại câu lạc bộ báo chí tối nay, có một số đồng nghiệp quốc tế gồm người Mỹ, người Pháp và cả một phóng viên Australia. Mà ít phút nữa, tôi sẽ giới thiệu với quý vị theo tiến trình tranh biện. Đặc biệt hôm nay chúng tôi có mời đến tham dự chương trình bà Nguyễn Thị Bình. Có lẽ quý vị đã biết và nghe nói về bà Bình. Bà là trưởng phái đoàn của chính phủ cách mạng lâm thời tại hội nghị Paris tổ chức ở khách sạn Majestic đường Kléber. Và như quý vị đều biết, hội nghị Paris được tổ chức liên tục từ tháng 5 năm 1968 để đàm phán về hòa bình ở Việt Nam. Và bà Bình bắt đầu tham gia các cuộc hội đàm từ tháng 1 năm 1969. Nhưng trước khi có mặt tại đây, bà ở Việt Nam và bức ảnh sắp xuất hiện trên màn hình là ảnh bà chụp cùng con gái khi đang ở miền Nam Việt Nam. Hiện nay bà là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Chính phủ Cách mạng lâm thời. Ở cương vị hiện tại, bà đã thực hiện nhiều chuyến công du khắp thế giới để biện giải cho sự nghiệp của mình. Và bà đã được đón tiếp bởi nguyên thủ quốc gia ở các lục địa Á, Âu, Phi. En Afrique, en Asie, en Europe, et nous la voyons là actuellement. Bà giải thích như thế nào về vụ ném bom của không quân Mỹ mà chúng tôi vừa đề cập? Bà có cho rằng đó là dấu hiệu cho thấy sự thay đổi trong chính sách của Mỹ, chứng tỏ Mỹ ngày càng cứng rắn hơn? Trước hết, thưa ông Jacques Salabert, xin được cảm ơn ông cùng các đồng nghiệp ở Club de la Presse đã cho tôi cơ hội nói chuyện với các khán giả của chương trình về tình hình Việt Nam. Ông có đặt câu hỏi về quan điểm của tôi đối với những sự kiện ở Việt Nam hiện nay. Những ngày vừa qua, cả thế giới hết sức phẫn nộ và cực lực lên án những hành vi chiến tranh của Mỹ chống lại Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Đó là những hành vi vô cùng nghiêm trọng, là sự vi phạm rõ ràng đối với chủ quyền và an ninh của một quốc gia độc lập, tự chủ, và là thách thức đối với chính nghĩa và lương tâm của nhân loại. Chắc hẳn ông đã nghe những lời biện bạch của các quan chức Washington viện dẫn mọi lý lẽ mà họ có thể nghĩ ra về cái gọi là hiệp định ngầm, về hành động tự vệ hay việc ngăn chặn tiếp tế cho miền Nam, vân vân. Nhưng như ông thấy, đó đều là những lời lẽ dối trá, những luận điệu vu khống, vì Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã nhiều lần kiên quyết bác bỏ điều biện đặt về hiệp định ngầm này.
cette pure invention de prétendu accord tacite. Tôi rất muốn biết người Mỹ nghĩ gì về hiệp định ngầm đang được bàn tán rất nhiều này. Có tồn tại hay không cái gọi là hiệp định ngầm? Về vụ ném bom tuần trước, tôi không phải là nhà ngoại giao và tôi cũng không dám khẳng định, nhưng tôi cho rằng đó cơ bản là một chiến dịch nghi binh trong lúc người Mỹ tìm cách tổ chức một chiến dịch khác để giải cứu các phi công Mỹ ở Hà Nội. Chúng ta đều biết chiến dịch này đã thất bại. Quân đội Cộng sản cũng từng phát động những chiến dịch tương tự ở miền Nam để giải phóng tù binh. Và tôi cho rằng điểm khác biệt duy nhất giữa hai chiến dịch đó là chiến dịch ở miền Nam đã thành công. Họ đã thành công trong việc giải cứu tù binh, còn chúng tôi thì không. Đúng vậy, nhưng dù thế nào đi nữa thì đó cũng chỉ là cái cớ mà chính quyền Mỹ đưa ra. Vì ở thời điểm đó người ta đã bàn về việc giải phóng tù binh Mỹ. Đã đề cập rằng đó là vấn đề, là hệ quả của việc bắn rơi máy bay do thám quân đội miền Bắc Việt Nam. Và điều này không phù hợp với hiệp định ngầm. Ông Minton Sắc, ông nghĩ sao về câu chuyện hiệp định ngầm mà phía Mỹ không ngừng nói đến, còn phía Việt Nam thì một mực phủ nhận? Tôi có cảm tưởng rằng các hiệp định ngầm có liên quan đến vấn đề khu vực phi quân sự, DMZ. Rõ ràng là từ khi ngồi vào bàn đàm phán, không xảy ra trận chiến nào ở khu vực phi quân sự, nơi cả hai bên không được phép xâm phạm. Một vấn đề khác là việc ném bom các thành phố lớn như Sài Gòn, Đà Nẵng và Huế. Tôi nghĩ đã có một vài kiến nghị, nhưng về mặt nguyên tắc, người ta vẫn duy trì hiệp định ngầm này. Điều duy nhất mà các bên đều chấp nhận đó là ngồi vào bàn đàm phán tại hội nghị bốn bên. Đó là tuyên bố vào các ngày mùng 2 tháng 11 và mùng 3 tháng 11 của chính quyền Hà Nội và Mặt trận Giải phóng Dân tộc. Chỉ có một tuyên bố duy nhất và đó là hiệp định ngầm về những vấn đề mà tôi vừa trình bày. Nói tóm lại, không ai trong số các vị cho rằng có hiệp định ngầm tổng quan giữa Hoa Kỳ và miền Bắc Việt Nam. Theo số liệu chính thức thì năm 1968 có 7.000 chuyến bay do thám, con số năm nay là 11.000 chuyến. Tôi cho rằng việc miền Bắc Việt Nam đôi lúc bắn rơi máy bay do thám là chuyện bình thường. Tôi nghĩ nước nào cũng sẽ làm như vậy. Nhưng hiệp định ngầm thì như cách lý giải của giáo sư Sách, đặc biệt là vấn đề liên quan đến ném bom các thành phố. Cần bổ sung thêm rằng trong bản tuyên bố của chính quyền miền Bắc Việt Nam đã mong muốn các bên chỉ rõ mọi hành vi chiến tranh và phía Mỹ đã thay đổi điều đó. Nhưng tuyên bố đầu tiên của chính phủ miền Bắc Việt Nam lại nói đến mọi hành vi bạo lực, bởi vì trong các thỏa thuận ngầm, các chuyến bay do thám không được coi là hành vi bạo lực. Oui, Calichin. Alors, c'est que comment est-ce que une batterie anti-aérienne nord-vietnamienne? Nhưng làm thế nào để miền Bắc Việt Nam có thể có thể phân biệt điểm khác nhau giữa một chuyến bay do thám mà thường có các máy bay khác trang bị đầy đủ vũ khí đi kèm và một chuyến bay do thám không vũ trang? Và do đó, sao họ có thể biết rằng không quân Mỹ sẽ rút và bỏ đi? Nếu tôi không lầm, tất cả quý vị, bao gồm các quý ông người Mỹ ở đây, đều cho rằng lý do mà ông đưa ra là không chấp nhận được. Không, tôi cho rằng lý do chấp nhận được chính là việc đang có rất nhiều quân chi viện vào Nam theo đường mòn Hồ Chí Minh. Đó lại là chuyện khác. Đó là chuyện khác. Hoàn toàn khác. Tôi xin phép bổ sung thêm điều ông Borgra vừa nói. Trước hết, không có hiệp định ngầm nào cả. Ông Xuân Thủy, trưởng phái đoàn đàm phán của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa tại hội nghị hai bên, đã tuyên bố rõ ràng rằng không có hiệp định ngầm. Đó là lý do thứ nhất. Thứ hai, chẳng có luật pháp nào cho phép một nước do thám hay ném bom một nước khác. Cũng chẳng luật pháp nào ngăn cấm một nước, mà thực ra không có nước Bắc Việt Nam hay nước Nam Việt Nam. Chúng tôi là một quốc gia, chẳng có lý do gì để những người anh em ở nước này không giúp đỡ nước khác.
les frères d'un pays d'aider un autre pays. Alors, tout, vì vậy tôi cho rằng il y a tous les arguments những lý lẽ mà ông vừa nêu ra là không có cơ sở. Thực ra điều chúng tôi quan tâm và điều quan trọng liên quan tới vụ ném bom hôm thứ Bảy tuần trước, dân may chỉ kéo dài 48 giờ, đó là liệu việc ném bom có phải một minh chứng nào đó cho chính sách của Mỹ và liệu có thể hiểu đó là sự thay đổi trong thái độ của chính quyền Washington hay không? Quý vị nghĩ sao về điều này? Tôi cho rằng đó là một bước chân sơ sẩy và chỉ trong 15 ngày chúng tôi không thể làm gì khác. Những năm gần đây đã có nhiều sơ sẩy ở Việt Nam và chúng tôi vẫn chưa thể loại bỏ chúng. Tóm lại, ở phương diện chính trị, ông cho rằng trong chính sách tổng thể của Tổng thống Nixon thì đó chỉ là một sơ sẩy, mà không phải là việc xem xét lại chính sách cơ bản của Hoa Kỳ, dù đó là chính sách giải ước. Bản thân tôi đến từ Washington, nhưng ý kiến của tôi thì không. Đúng vậy, người Mỹ tự cho phép mình tấn công và ném bom một đất nước tự chủ khác, và điều đó chẳng thay đổi gì trong chính sách của Mỹ. Gần đây cũng có nhiều vụ đánh bom ở Sài Gòn, và tôi nghĩ là vào tháng 11, và cũng có nhiều dân thường thiệt mạng. Nhưng thưa ông đang đánh đồng quân xâm lược Hoa Kỳ và dân tộc Việt Nam. Tôi cho rằng không ai có thể chấp nhận một nhận định như vậy. Nếu tôi có thể nói điều gì, tôi không cho rằng có sự thay đổi trong chính sách của Mỹ, mà đó là minh chứng cho thấy thái độ tức tối của chính phủ vì các cuộc đàm phán ở Paris không hề tiến triển, họ không có gì để mất. Và đó là lý do họ làm như vậy. Có lẽ vậy, nhưng hậu quả của thái độ bực bội này là một trận oanh tạc. Ông nghĩ sao, ông Wheeler? Cá nhân tôi cho rằng không có sự thay đổi sâu sắc trong chính sách của Mỹ. Tôi có mặt tại Washington hồi tháng 5 vừa qua, nhưng trên thực tế các vụ ném bom đến cuối năm mới được thông báo. Hơn nữa, về những việc diễn ra trước hay sau cuộc bầu cử, tờ báo Hà Nội cách đây một tháng đã nói rằng ngay sau bầu cử, Tổng thống Nixon sẽ ném bom miền Bắc. Thực tế là không có gì thay đổi. Tôi và nhiều người khác đều cho rằng vấn đề nằm ở chỗ Washington luôn nghĩ đến việc dùng sức mạnh để buộc chính quyền Hà Nội chấp nhận giải pháp của Triều Tiên, tức là buộc mặt trận giải phóng dân tộc và chính phủ cách mạng lâm thời đàm phán với chính quyền Sài Gòn. Trong khi từ lâu chúng ta đã biết rằng điều này không thể xảy ra, và sự tức tối của Mỹ mà chúng ta có nói đến lúc trước được thể hiện bằng các vụ ném bom, bởi vì bầu cử tổng thống đang đến gần và cần phải chứng minh rằng chính quyền có thể làm gì đó, rằng một ngày nào đó phe đối lập sẽ phải thỏa hiệp, không có sự thay đổi nào cả, đó là chính sách vũ lực đang được tiếp diễn. Ông vừa tiết lộ một chuyện khá nghiêm trọng. Theo ông thì các vụ ném bom xảy ra tuần trước là hệ quả của một âm mưu. Vì ông đã nói cách đây 2 tháng tôi có mặt tại Washington và cách đây 2 tháng người ta bảo tôi rằng, tôi cho rằng người ta chỉ chờ đợi một cái cớ, chính là cái cớ dựa trên các chuyến bay do thám. Thêm nữa là thái độ tức tối đối với vấn đề tù binh và công luận, cần phải làm gì đó. Hay nói cách khác, đó là biểu hiện của tâm lý muốn khẳng định chúng ta mạnh. Chúng ta sẽ áp đặt với đất nước nhỏ bé này những gì chúng ta không bao giờ chấp nhận tại đất nước của mình. Liệu nước Mỹ có chấp nhận máy bay do thám của Pháp trên bầu trời nước Mỹ hay không? Vừa rồi chúng ta có nói tới thái độ bực bội của Mỹ, một phần là hệ quả của việc hội nghị Paris không tiến triển. Đúng vậy. Vậy là chúng ta nên đi đến câu hỏi tại sao hội nghị Paris không tiến triển, thưa bà Bình. Tôi xin phép trình bày thêm quan điểm của tôi về chính sách của Mỹ, vì chúng tôi là những người liên quan mật thiết nhất. Trong số tất cả các quý vị ngồi đây, tôi liên quan trực tiếp hơn cả. Chúng tôi nhìn nhận các hành động của Mỹ ở miền Bắc Việt Nam trong thời gian qua là một phần không thể tách rời của chính sách Mỹ ở Việt Nam và Đông Dương. Chúng tôi cũng luôn chỉ rõ rằng, dù đã nếm trải nhiều thất bại liên tiếp, nước Mỹ vẫn không từ bỏ chính sách xâm lược và mở rộng chiến tranh. Để làm gì? Để giành được thế mạnh và áp đặt sự thống trị của họ đối với dân tộc chúng tôi, tức là dân tộc Việt Nam và nhân dân Đông Dương. Đó là chính sách của Mỹ. Cho phép tôi nói thêm, đó cũng là nguyên nhân chủ yếu đẩy hội nghị Paris vào ngõ cụt. Thưa bà, có điều này tôi chưa rõ lắm. Mỹ chấp thuận rút quân với điều kiện miền Bắc Việt Nam cũng rút quân. Đây là điều đã được Tổng thống Johnson đề nghị.
Thậm chí ông còn đề xuất thời hạn 6 tháng mà tôi cho rằng không khả thi, nhưng 12 tháng có lẽ có thể. Có gì để phản đối nếu Mỹ và miền Bắc, Việt Nam đều rút quân, chỉ để lại mặt trận giải phóng dân tộc và chính quyền Sài Gòn tại địa bàn? Thưa ông, tôi cho rằng logic sơ khai nhất để giải quyết một vấn đề đó là đánh giá nguồn gốc của vấn đề đó. Và tôi nhận thấy ông đã ít nhiều bóp méo nguồn gốc của vấn đề. Nguồn gốc của vấn đề là một chuyện. Không, không. Một giải pháp chỉ đúng đắn nếu xuất phát từ việc phân tích chính xác nguồn gốc của vấn đề. Và vấn đề của Việt Nam là sự xâm lược của người Mỹ trên lãnh thổ của chúng tôi. Sự hiện diện của nửa triệu quân Mỹ là hết sức vô lý. Đã từng có 445.000 quân, nhưng hiện chúng tôi chỉ có 320.000 quân. Và đến ngày 1 tháng 5 chỉ còn 290.000. Phía Mỹ không bổ sung thêm 70.000 quân. Nhưng họ ở Thái Lan. Đó vẫn là những doanh trại của Mỹ. Hơn nữa, ông không thể đánh đồng quân xâm lược Mỹ với dân tộc Việt Nam, những người chiến đấu chống ngoại xâm và có quyền hợp pháp được đánh đuổi quân xâm lược trên lãnh thổ của mình. Đó là vấn đề riêng của Việt Nam, thưa bà. Tại sao hai phía Việt Nam không đàm phán với nhau? Phía bà đã chấp nhận chính quyền Sài Gòn vào bàn đàm phán tại Hội nghị Paris, nhưng lại không chịu đàm phán với họ. Không, thưa ông, ông đang nhầm lẫn các vấn đề. Tại sao chúng tôi không thể đàm phán với nhau? Bởi vì chính quyền của Thiệu Kỳ Khiêm không phải là chính quyền của người Việt, mà là chính quyền do người Mỹ lập ra. Tôi cho rằng phát biểu của bà Bình có phần nào có lý. Không có giải pháp chung giữa việc Mỹ rút quân khỏi Việt Nam với việc quân đội miền Bắc rút về miền Bắc, bởi vì quân Mỹ đang ở trên lãnh thổ một quốc gia khác, còn quân đội Việt Nam đang ở quê hương của họ. Vers le nord, étant donné que ces troupes vietnamiennes se trouvent chez elles. Không, họ đang ở miền Nam Việt Nam. Ông nói có hai nước Việt Nam, nhưng bà Bình nói chỉ có một. Xin phép quý vị, hãy cùng nhìn lại trường hợp của Triều Tiên và Đức. Chẳng hạn, nếu xảy ra chiến tranh giữa Đông Đức, Tây Đức hay Nam Bắc Triều Tiên, chúng ta sẽ không coi đó là nội chiến. Và vấn đề Việt Nam đã được giải quyết bằng Hiệp định Geneva, tức là một văn bản mang tính quốc tế. Tôi luôn ủng hộ quyền của người Việt được tự quyết và làm tất cả những gì họ muốn. Nhưng vấn đề đặt ra là quyền của người dân ở miền Nam Việt Nam và quyền của mặt trận giải phóng dân tộc. Và chính quyền của bà, trước khi trở thành mặt trận giải phóng dân tộc, đã chấp nhận đàm phán bốn bên. Điều tôi muốn hỏi đó là phía bà đã công nhận chính quyền Sài Gòn như cách gọi của bà là bên thứ tư, cùng với mặt trận giải phóng dân tộc, chính quyền Hà Nội và Hoa Kỳ, cả bốn bên sẽ cùng đàm phán một giải pháp chính trị. Votre front et le gouvernement de Hanoi et les États-Unis et vous discuterez avec tous les quatre. Vậy thì tại sao đến thời điểm hội nghị bốn bên được chấp thuận, lại không hề có cuộc đàm phán nào giữa phía bà và chính quyền Sài Gòn, trong khi họ có tới 1 triệu quân, thưa bà? Trước hết, không thể so sánh vấn đề Triều Tiên hay Đức vốn được giải quyết giữa Hoa Kỳ và Liên Xô với trường hợp của Việt Nam, vốn được giải quyết giữa Pháp và Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Đây là trường hợp đặc biệt vì Việt Nam là một quốc gia duy nhất và có quyền ký kết hoặc chấp nhận Hiệp định Geneva. Hiệp định này cũng đã tuyên bố Việt Nam là một thực thể duy nhất và không có hai nhà nước.
Đó là vấn đề thứ nhất. Chỉ những người không biết gì mới tiếp tục tranh cãi về điều này. Do đó, vấn đề là không hề có hai quốc gia, chỉ có hai khu vực, và người Việt Nam đã chờ đợi suốt 14 hay 16 năm qua để miền Nam có một chính phủ đại diện do dân bầu. Họ đã chờ đợi suốt 16 năm. Chính phủ đại diện, tức là chính phủ do dân bầu một cách tự do. Chính quyền Hà Nội là chính quyền tự chủ từ năm 1945, và đó là chính quyền hợp pháp duy nhất ở Việt Nam được nước Pháp công nhận từ năm 1946. Và người ta vẫn đang chờ đợi miền Nam có một chính quyền đại diện thông qua bầu cử tự do. Vậy hãy nói về bầu cử tự do. Đúng vậy, người Việt đang chờ đợi để tổ chức bầu cử tự do. Tôi xin phép thưa ông, có nhiều điều đáng nói liên quan đến vấn đề này. Chẳng hạn các cường quốc chưa bao giờ tuyên bố rằng Đức không phải là một nước duy nhất. Nhìn lại năm 45, quý vị cũng thấy rằng họ nói rằng đó là hai khu vực Đông và Tây Đức, tương tự đối với Triều Tiên. Vẫn còn một điều đáng nói nữa. Ông nói rằng chính phủ Pháp đã công nhận chính phủ Bắc Việt vào năm 1945, nhưng Pháp cũng đồng thời công nhận quốc gia Việt Nam vào năm 1949. Đó là do nhà nước Pháp thành lập ở miền Nam Việt Nam với ý đồ rõ rệt, và nhà nước này không có tính hợp pháp trước bất kỳ tòa án quốc tế nào. Nhà nước của Bảo Đại cũng không có sự tồn tại hợp pháp. Nhưng sau hội nghị Geneva, chính phủ của Diệm đã được hơn 60 chính phủ khác trên thế giới công nhận. Thậm chí Liên Xô cũng đề nghị Liên Hợp Quốc cho phép cả hai bên gia nhập Liên Hợp Quốc vào năm 1957. Điều đó có nghĩa là hai vị đang thảo luận về các vấn đề lịch sử mà bản thân tôi rất hứng thú đây. Vâng, đương nhiên rồi, cần phải nhìn nhận quá khứ để nói về hiện tại, tất nhiên. Cần nhắc lại rằng sau các cuộc chiến tranh để phân chia cái mà quý vị gọi là các khu vực, chúng ta đều đi đến việc thành lập nhà nước. Điều này đã xảy ra với Triều Tiên, Đức, và cũng có thể xảy ra với Việt Nam nếu người ta muốn vậy. Vấn đề của sự kiện diễn ra gần đây mà các đồng nghiệp của chúng ta gọi là bước chân sơ sẩy, đó là một chuỗi sơ sẩy với lý do rất chính đáng là các bên chưa đi đến đàm phán thực sự. Đàm phán thực sự là việc đàm phán quy tụ cả Diệm và chính quyền Bắc Việt để đi đến tổng tuyển cử, mang lại những đảm bảo vừa theo tinh thần tự do, vừa theo tinh thần Marxist. Đó là trở ngại mà chúng ta gặp phải ở khắp mọi nơi. Thưa quý vị, hãy trở lại với hội nghị Paris, vì vừa rồi chúng ta nói đến việc hội nghị Paris đóng băng và sẽ không nhóm họp trong tuần này. Quý vị có cho rằng hội nghị Paris có nguy cơ sụp đổ vĩnh viễn do những sự kiện hồi tuần trước, hoặc do phía Việt Nam đã nhận thấy chính sách của Mỹ ngày càng cứng rắn hơn? Dư luận cho rằng cả phía Hà Nội và phía Mỹ đều đã sẵn sàng chấm dứt hội nghị Paris. Để phản đối những hành vi chiến tranh mới đây của Mỹ chống lại Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, phái đoàn của chúng tôi đã thống nhất với phái đoàn Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa sẽ lùi phiên họp thứ 93 của Hội nghị Paris lại một tuần. Hội nghị có thể tiếp tục hoặc tiến triển hay không là ở chính sách của Mỹ. Tức là phụ thuộc hoàn toàn vào trách nhiệm của Mỹ. Bà cho rằng hội nghị Paris đóng băng như hiện nay, vì bà vừa nói phiên họp thứ 93 sẽ không diễn ra như dự kiến. Vậy nếu hội nghị Paris đóng băng thì trách nhiệm sẽ thuộc về phía Mỹ. Rõ ràng là như vậy. Bởi vì, tôi xin phép được nói thêm, không chỉ tại hội nghị Paris mà mọi yêu sách của phái đoàn Mỹ đều xuất phát từ lập trường của kẻ xâm lược. Mặt khác,
Các sự kiện tại địa bàn cho thấy nước Mỹ không mong muốn chấm dứt chiến tranh. Ngược lại, Mỹ muốn kéo dài cuộc chiến dưới một vỏ bọc khác, đó là vỏ bọc Việt Nam hóa chiến tranh. Nói cách khác, bà đã hoàn toàn không tin vào chính sách của Hoa Kỳ như Tổng thống Nixon đã trình bày rằng chúng tôi không ở đó để mở rộng chiến tranh, mà ngược lại để rút quân và kết thúc chiến tranh. Không. Bà không tin vào điều này. Tôi cho rằng ông Nixon có hàng tá đề xuất hòa bình. Ông ta tuyên bố sẵn sàng rút ngắn và kết thúc chiến tranh, nhưng thực tế không phải như vậy. Ông ta đang tiếp tục cuộc chiến dưới những hình thức khác mà ông ta gọi là Việt Nam hóa chiến tranh. Tôi xin phép. Mọi logic đều đi theo một tiền đề. Nếu chúng ta chấp nhận tiền đề rằng nước Mỹ có quân ở Việt Nam hoặc có quyền đóng quân ở đó hoặc không, cần khởi động đàm phán hoặc hội nghị cùng với sự thật rằng quân Mỹ đang đóng tại địa bàn. Và nếu không chấp nhận đàm phán trước khi quân Mỹ rút khỏi Việt Nam, thì sẽ không có hội nghị nào cả. Đề xuất này có vẻ thiếu tính khả thi. Tôi không nói về tính đạo đức của việc quân Mỹ có mặt tại đó. Đó là một vấn đề khác, chỉ là họ đang ở đó. Còn có quân đội miền Nam Việt Nam nữa. Thưa bà Bình, theo bà thì phía Mỹ cần nhượng bộ những gì để chấm dứt tình trạng đóng băng của hội nghị Paris? Phải chăng khi các bên ngồi vào bàn đàm phán hoặc nhóm họp lại, hay khi phiên họp thứ 93 được tiếp tục, đến lúc đó cần tìm kiếm sự thỏa hiệp hay chỉ ít là các nhượng bộ, trong đó lập trường của mỗi bên đều mềm dẻo hơn? Về phía chúng tôi, để hội nghị có thể tiến triển, phía Mỹ phải thực sự mong muốn chấm dứt chiến tranh và thực sự tôn trọng quyền lợi quốc gia và quyền tự quyết của dân tộc chúng tôi. Tôi nói là thực sự tôn trọng. Vậy thưa bà, theo bà thì thế nào là chấm dứt chiến tranh? Nghĩa là ngừng bắn hay... Nghĩa là họ thực sự mong muốn ngừng chiến. Và để ngừng chiến, họ phải đồng ý rút toàn bộ quân ra khỏi miền Nam Việt Nam. Đó là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai là về chính trị. Họ không được áp đặt một chế độ mà toàn bộ dân chúng miền Nam Việt Nam đều phản đối. Xin phép quý vị, có hai điều cần nói về việc này. Một mặt, chính phủ Hoa Kỳ đã nêu rõ rằng họ sẵn sàng đàm phán với chính phủ của bà và chính quyền miền Bắc về việc rút toàn bộ quân. Họ sẵn sàng đàm phán và họ đã phát biểu như vậy tại bàn hội nghị. Đồng thời họ cũng cho biết họ muốn ngừng bắn tại địa bàn. Có câu này tôi muốn được hỏi bà. Chiến tranh kéo theo chết chóc. Bà có nói rằng 80% lãnh thổ Việt Nam đặt dưới chế độ của bà. Bà cũng nói rằng 2/3 dân số Việt Nam ủng hộ chế độ của bà. Vậy tôi xin hỏi, nếu tình hình tại địa bàn là như vậy thì phía bà đang được đa số tuyệt đối dân chúng ủng hộ. Đó là ở những nơi không có chiến tranh. Trong trường hợp đó, phía bà có thể tổ chức bầu cử tự do dưới sự kiểm soát quốc tế hoặc đàm phán và chắc chắn phía bà sẽ giành chiến thắng. Vậy tại sao phía bà lại muốn tiếp tục cuộc chiến đẫm máu này ở Việt Nam trong điều kiện như vậy? Không nên dùng từ cuộc chiến đẫm máu để nói về chúng tôi, thưa ông. Các ông đều biết rằng chúng tôi buộc phải cầm súng để chiến đấu, chống lại hành vi xâm lược của Mỹ. Đó là sự thật ai cũng biết. Và tôi không rõ tại sao những người tự cho rằng mình hiểu về vấn đề Việt Nam lại tiếp tục bàn về luận điểm cơ bản này. Vấn đề ở đây là ông đang nói về ngừng bắn, nhưng thưa ông, quân đội Mỹ đang ở đâu?
Tại địa bàn. Tại địa bàn. Và đến bao giờ? Họ cứ như ở lại Việt Nam vậy ư? Không, tôi không nói thế. Họ đang ở địa bàn. Nhưng chúng ta sẽ đàm phán về việc rút quân hoàn toàn. Đó là điều chính quyền Việt Nam. Thưa ông Minton Sắc, như tôi hiểu thì cho đến nay người Mỹ các ông luôn cho rằng việc Mỹ rút quân khỏi Việt Nam là điều có thể đàm phán được. Nhưng phía Việt Nam lại cho rằng đó là điều không thể đàm phán bởi vì người Mỹ chẳng có gì để làm ở Việt Nam. Nên họ nhất định phải ra đi và sau đó mới đàm phán tiếp. Không phải người Việt Nam nào cũng vậy, đó chỉ là một bộ phận. Phần lớn người Việt đều hài lòng khi quân đội của chúng tôi có mặt ở đó để giúp đỡ họ. Chúng ta đang sa đà vào các số liệu thống kê, chúng ta không đến khách sạn George V để thảo luận xem liệu... Ông không thể nói lên tiếng nói của người Việt Nam. Hiện ông đang nói điều đó. Hiện đang có một chính phủ nắm quyền ở Việt Nam. Đó là một chính quyền mà theo các nhân chứng có mặt ở đó trong thời gian gần đây, tôi không nói về Focon và Pervier mà nói về những nhà báo vừa sang Colombo. Họ nói rằng chính quyền đang ngày càng khuếch trương, đang có một chính quyền tại địa bàn, tức là Sài Gòn. Tôi sẽ trả lời câu hỏi này. Thưa ông, có lẽ ông thuộc trong số rất ít những phóng viên phát biểu điều này, vì ai cũng biết ở Sài Gòn đang nổi lên phong trào chưa từng có tiền lệ, phản đối sự hiện diện của Mỹ và chính quyền Sài Gòn. Tham gia phong trào này còn có cả những người trong Hạ viện của Sài Gòn. Ông thấy không? Ông không... Cách duy nhất để tìm ra giải pháp đó là bầu cử tự do, thưa bà. Cần tìm ra phương thức để tổ chức các cuộc bầu cử tự do không chịu sự kiểm soát của chính quyền Sài Gòn, cũng không chịu sự kiểm soát của chính phủ cách mạng lâm thời. Tôi sẽ trả lời câu hỏi của ông. Thưa ông, chúng tôi luôn ủng hộ bầu cử tự do và dân chủ. Và điều tôi sắp nói, đó là chúng tôi đã chủ trương việc này vào năm 1960, chứ không phải đến bây giờ. Ngay từ năm 1960, khi thành lập Mặt trận Giải phóng Dân tộc, chúng tôi đã đề xuất điều đó. Nhưng để việc bầu cử thực sự tự do và dân chủ, chúng tôi đã yêu cầu những gì? Một chính phủ liên hiệp, tức là một chính phủ không phải do chúng tôi chiếm đa số, nhưng cũng không chịu sức ép từ chính quyền Sài Gòn. Nhưng ai sẽ quyết định thành phần của chính phủ liên hiệp, thưa bà? Các lực lượng chính trị của Việt Nam có thể làm được điều đó. Bằng cách nào? Ông đang đi vào những chi tiết rất cụ thể. Chúng ta đang bàn về vấn đề bầu cử, phải không? Vâng, thưa ông. Chúng tôi không thể nói với ông cách thức thực hiện, nhưng việc này sẽ được thực hiện. Bà luôn nhấn mạnh rằng những người sẽ đàm phán về việc này là những người ủng hộ hòa bình, độc lập và trung lập. Tức là phía bà sẽ xác định những người mà phía bà sẽ đàm phán. Trong tuyên bố của phía bà cứ yêu cầu các bên không được áp đặt lẫn nhau, và phía bà sẽ không bao giờ chấp nhận, như đã thông báo chính thức vào ngày 3 tháng 11 năm 1968, việc đàm phán với chính quyền Sài Gòn. Thế nhưng, chính họ lại đang kiểm soát quân đội lên tới 1 triệu người. Thưa quý vị, chúng ta đang bàn về các cuộc bầu cử sẽ diễn ra ở miền Nam Việt Nam và cách thức tổ chức bầu cử. Nhưng quý vị lại đang sa đà vào khả năng thành lập một chính phủ liên hiệp. Tôi cho rằng chưa hẳn tất cả mọi người đều đồng ý về cách thức thành lập chính phủ liên hiệp. Sau đây xin mời quý vị lắng nghe một tài liệu mà chúng tôi nhận được Sài Gòn cách đây ít ngày. Đó là cuộc phỏng vấn ông Trần Văn Tuyên. Ông Trần Văn Tuyên là một luật sư ở Sài Gòn và không thuộc phe Tổng thống Thiệu, cũng không hoàn toàn đứng về phía chính phủ cách mạng lâm thời. Tôi nghĩ có thể coi ông là bên thứ ba ở Sài Gòn. Ông đưa ra một đề nghị mà ông đã nói đến cách đây vài năm về việc tổ chức bầu cử. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Tôi đã đề nghị thành lập một ủy ban bầu cử hoặc một hội đồng chính trị hỗn hợp. Hội đồng hoặc ủy ban chính trị hỗn hợp sẽ do hai bên, chính quyền Sài Gòn và Mặt trận Giải phóng Dân tộc chỉ định. Mỗi bên một nửa. Les deux côtés, le gouvernement de Saigon et le gouvernement du Front de Libération. Moitié-moitié. Chính quyền Sài Gòn như nó được cấu thành hiện nay. Vai trò của ủy ban là nghiên cứu luật bầu cử, tổ chức, kiểm soát bầu cử, d'organiser les élections, contrôler les élections. Par conséquent, do đó, ủy ban có quyền hạn rất rộng đối với vấn đề tổ chức bầu cử. Để ủy ban không phát sinh vấn đề với cả hai tổ chức đã bầu ra nó, tức là chính quyền Sài Gòn và Mặt trận Giải phóng Dân tộc, tôi đề nghị ủy ban đặt dưới sự bảo trợ của một tổ chức quốc tế.
Je propose que cette commission soit placée sous l'égide d'un organisme international. Tổ chức quốc tế này có thể can thiệp với cả hai bên, chính quyền Sài Gòn và mặt trận giải phóng dân tộc trong trường hợp có khúc mắc. Để công việc của ủy ban đạt hiệu quả, thì dưới ủy quyền của ủy ban nên có thêm cảnh sát quốc tế được tổ chức thành các đội lưu động để tổ chức và kiểm soát việc bầu cử. S'organisant en équipe volante pour organiser, contrôler les élections. Đồng thời để giám sát việc ngừng bắn vốn cần thiết và là điều kiện tiên quyết để tổ chức bầu cử. Pour l'organisation et qui constitue une condition préalable pour l'organisation de pareilles élections. Nếu nhìn nhận vấn đề theo cách này, cả hai bên chính quyền Sài Gòn và chính quyền của mặt trận giải phóng dân tộc có thể tiếp tục tồn tại như chưa có gì thay đổi. Công việc từ khi bắt đầu đến khi kết thúc bầu cử sẽ được đảm bảo bởi Ủy ban Chính trị Hỗn hợp dưới sự giám sát, kiểm soát quốc tế và được cung cấp đầy đủ phương tiện để tiến hành bầu cử một cách hợp thức và dân chủ. Bà Bình, vừa rồi bà đã nghe phát biểu của ông Trần Văn Tuyên. Bà nghĩ sao về đề nghị này? Bà có cho rằng Ủy ban Hỗn hợp là một giải pháp khả thi đối với việc tổ chức bầu cử hay không? Tôi xin được trả lời câu hỏi này, cũng như câu hỏi của ông Sắc. Để đảm bảo quyền tự quyết của nhân dân miền Nam Việt Nam, chúng tôi đã đề nghị rằng việc bầu cử tự do và dân chủ phải được tổ chức bởi một chính phủ đại diện thực sự của miền Nam Việt Nam. Chính vì thế, chúng tôi đã đề xuất một chính phủ liên hiệp tạm thời với ba thành tố, gồm nhân sự của chính phủ cách mạng lâm thời, nhân sự của chính quyền Sài Gòn, nhưng chỉ những người ủng hộ hòa bình, độc lập và trung lập. Thứ ba là nhân sự của một tổ chức chính trị hoặc tôn giáo có cùng những mong muốn nói trên. Chúng tôi nhận thấy đề nghị này rất hợp lý, logic và thiết thực. Quý vị cũng thấy là điều đó phản ánh rõ nét thực tế tình hình chính trị ở miền Nam Việt Nam. Và tôi cho rằng một chính phủ như vậy có thể đảm bảo các điều kiện tự do và dân chủ để mọi người dân miền Nam Việt Nam được tự do nói lên ý kiến của mình. Có điều này tôi chưa rõ, thưa bà. Ai sẽ quyết định thành phần của chính phủ cũng như quyết định rằng một người có ủng hộ hòa bình, trung lập và độc lập hay không? Philippe de Villiers, tôi nghĩ ở Đông Dương chúng ta cũng từng gặp những khó khăn tương tự khi tìm kiếm giải pháp chính trị cho vấn đề Việt Nam. Ông nghĩ sao? Ông có cho rằng chính phủ liên hiệp là một giải pháp thực tiễn và khả thi? Có. Tôi cho rằng đó là một giải pháp thực tiễn và khả thi bởi vì trên thực tế vấn đề cũng giống như chúng ta đã nói vào năm 1946. Đó là việc thông qua đàm phán giữa các lực lượng chính trị để biết làm thế nào có thể xác định và bổ nhiệm những người có lòng tin và sẵn sàng chấp nhận phe đối lập. Nói cách khác, đó là việc ngồi lại đàm phán giữa chính quyền Sài Gòn và các ứng viên để nhận định ai trong số họ mong muốn hòa bình. Trong những phiên họp như vậy, có thể lập tức nhận ra những người thích gây chuyện, nêu ra đủ loại vấn đề, những người muốn giải quyết vấn đề hay khư khư giữ mình đằng sau những nhận định có giá trị. Rất dễ dàng để nhận ra ai trong một cuộc thảo luận, ai là người mong muốn hòa bình và ai không, ở tất cả các cấp độ từ lĩnh vực kinh doanh đến chính trị. Tôi cho rằng điều cần làm là các lực lượng chính trị ngồi vào bàn đàm phán và giải pháp này rất khả thi. Ông Bousset, ông có cho rằng việc thành lập hoặc các cơ sở của một chính phủ liên hiệp có thể bị bác bỏ tại bàn đàm phán Hội nghị Paris?
Tôi cho rằng việc này sẽ xảy ra ở Sài Gòn. Tôi nghĩ chính phủ cách mạng lâm thời đã tuyệt đối nhấn mạnh về khả năng tối thiểu để có một chính quyền mong muốn hòa bình ở Sài Gòn. Ông Sack không đồng ý, còn tôi thấy việc yêu cầu chính quyền ở đó ủng hộ hòa bình giống như một sự lãng mạn. Chính quyền Sài Gòn ủng hộ chiến tranh bất cứ khi nào họ phát ngôn. Gần đây, ở New York, ông ta còn cảm thấy tiếc vì đã không tham gia chỉ huy cuộc chiến ở Việt Nam. Đó là chính quyền được thành lập để gây chiến, không phải để tìm kiếm hòa bình. Làm sao có thể đàm phán hòa bình với một chính phủ đã tuyên bố ủng hộ và theo đuổi chiến tranh? Ông đã nói về những người ủng hộ chiến tranh và như ông De Ville là theo đuổi chiến thắng. Cậu ông sẽ nói với tôi rằng hai điều này khá tương đồng, nhưng có một tiêu chuẩn mà tôi cho rằng tương đối chính xác. Có một điều cần nói về vấn đề này. Nếu muốn người ta có thể cho rằng chính quyền Sài Gòn không ủng hộ hòa bình, nếu muốn người ta có thể tuyên bố bất cứ điều gì, nhưng sự thật là bản thân chính quyền Sài Gòn đã từng đề xuất giải pháp như những gì ông Trần Văn Tuyên vừa nêu, tức là hoàn toàn tự do. Họ đã nói họ ủng hộ bầu cử hỗn hợp với đại diện của tất cả các bên tham gia. Chúng tôi cũng ủng hộ việc đó. Tôi không muốn dù là chính quyền Sài Gòn hay chính phủ cách mạng lâm thời tổ chức bầu cử. Thực ra họ làm thế là do áp lực từ phía Mỹ. Xin phép ông một lát nghe này. Trong một hội nghị, thưa ông Wheeler, chính ông đã nói rằng trong các cuộc đàm phán thương mại hay tương tự như vậy cần phải đàm phán với chính quyền Sài Gòn vì họ cũng là một lực lượng chính trị. Nhưng chính quyền được bầu là chính quyền đại diện và điều quan trọng là vì một đất nước không thể chấp nhận những kẻ phản bội. Xin lỗi ông nói đó là những kẻ phản bội, nhưng chính ông đưa ra định nghĩa về kẻ phản bội. Chính ông nói rằng ông Laval là kẻ phản bội, chúng tôi chưa bao giờ nói thế. Nói về chế độ Sài Gòn, chế độ này được bầu. Nói đúng hơn, ông ta là tổng thống với 34,8% số phiếu. Ông bị đánh bại ở ba thành phố lớn, những thành phố duy nhất nơi người ta không thể gian lận, vì ở đó có phóng viên, tức là Sài Gòn, Đà Nẵng và Huế. Ông ta đã bị đánh bại hoàn toàn. Các thành viên Thượng viện được bầu với 13,1% số phiếu. Các thành viên Hạ viện với 20% số phiếu. Đó là những con số do các đồng nghiệp của quý vị cung cấp. Sao có thể nói đó là chế độ đại diện cho dân tộc Việt Nam, cho nhân dân miền Nam Việt Nam? Họ chẳng đại diện cho bất cứ điều gì ngoài người Mỹ. Xin quý vị lưu ý, trước khi chuyển sang phần khác, chúng ta cần trả lời các câu hỏi sẽ đặt ra cho chương trình và có lẽ có rất nhiều câu hỏi đang chờ đợi, thưa bà Bình. Bà có muốn nói gì trước đó khi chúng ta chuyển sang phần hỏi đáp hay không? Tôi xin được nói thêm về tính chất đại diện của chính quyền ở Sài Gòn. Tôi mới đọc trên tờ Newsweek một thông tín viên có cho biết dân chúng ở nông thôn đánh giá chính quyền tỉnh ngày nay chẳng khác gì chính quyền dưới thời thực dân Pháp. Qua đó, quý vị đủ biết chính quyền Sài Gòn như thế nào. Không chỉ chính phủ cách mạng lâm thời, mà nhiều tổ chức khác hình thành từ nhiều tầng lớp xã hội, chính trị, tôn giáo đều tuyên bố phản đối Thiệu Kỳ. Chẳng hạn một phóng viên ở Sài Gòn mới đến Paris đã cho biết không chỉ chính phủ cách mạng lâm thời khẳng định như vậy mà toàn bộ nhân dân miền Nam Việt Nam đều phản đối sự hiện diện của Mỹ và chế độ do Mỹ áp đặt. Thưa ông, ông không thể phát biểu điều ngược lại trong khi toàn thể nhân dân miền Nam Việt Nam công nhận điều đó. Sẽ có bầu cử tổng thống. Trong trường hợp tướng Minh trúng cử, thưa bà có cho rằng đến thời điểm đó đã đủ điều kiện để đàm phán trực tiếp với chính quyền Sài Gòn? Tôi xin bổ sung thêm, thưa ông. Pourquoi nous allons choisir qui nous voulons
Ông có đặt câu hỏi về lựa chọn và mong muốn của chúng tôi. Và chúng tôi nói rằng chúng tôi muốn đàm phán với những người ủng hộ hòa bình, độc lập và trung lập. Nhưng ông đã đánh giá thấp dân tộc chúng tôi và các lực lượng chính trị của chúng tôi. Họ biết rõ ai là người ủng hộ hòa bình, độc lập, trung lập và ai phản đối điều đó. Không nên nói rằng chính chúng tôi là những người lựa chọn chính phủ liên hiệp, mà phải là các lực lượng chính trị cùng bàn bạc trên cơ sở hợp pháp, dân chủ sẽ lựa chọn chính phủ đó. Tôi cho rằng đó là con đường hợp lý nhất và khả thi nhất. Thưa quý vị, bây giờ tôi sẽ kết nối với tổ kết nối thông tin của chúng tôi. Francis Mercury, anh có câu hỏi cho chúng tôi chứ? Câu hỏi đầu tiên là gì? Đúng như ông nói, có rất nhiều câu hỏi, mọi ý kiến đều được gửi đến đây. Những gì quý vị thấy mới chỉ là 1/3. Câu hỏi đầu tiên từ ông Louis Ginbeck ở Marseille. Mời ông Ginbeck. Ông Ginbeck xin mời đặt câu hỏi. Chính phủ cách mạng lâm thời có công nhận Hiệp định Geneva năm 1954 dự kiến thống nhất lãnh thổ Việt Nam thông qua tổng tuyển cử hay không? Căn cứ trên nguyên tắc này, hành động của quân đội miền Bắc Việt Nam ở miền Nam Việt Nam có vi phạm hiệp định nói trên hay không? Bà nghe rõ chứ, thưa bà Bình? Chính phủ cách mạng lâm thời có công nhận Hiệp định Geneva hay không? Và sự có mặt của quân đội miền Bắc Việt Nam ở miền Nam Việt Nam có phù hợp với hiệp định hay không? Trong cương lĩnh của mặt trận dân tộc cũng như giải pháp tổng thể 10 điểm, chúng tôi đã nêu rõ rằng chúng tôi dựa trên cơ sở là các quyền cơ bản nêu tại Hiệp định Geneva năm 1954. Về điều này, như vậy là đã rõ. Quý vị cũng biết, Hiệp định Geneva đã nói đến việc thống nhất đất nước thông qua tổng tuyển cử vào năm 1956. Nhưng việc tổng tuyển cử đã không diễn ra vì vấp phải sự phản đối của phía Ngô Đình Diệm và đằng sau họ là Mỹ. Chính vì Hiệp định Geneva không được thực thi đầy đủ mà phong trào kháng chiến đã nổ ra ở miền Nam Việt Nam và thế giới biết đến phong trào này dưới cái tên Mặt trận Giải phóng Dân tộc, nơi quy tụ không chỉ các tổ chức chính trị mà cả các tổ chức quân sự. Chúng tôi cho rằng sự tồn tại của các lực lượng là do điều kiện của tình hình thực tế, và điều này không vi phạm Hiệp định Geneva. Tóm lại, bà vừa phát biểu rằng chính phủ cách mạng lâm thời luôn công nhận Hiệp định Geneva, nhưng do Hiệp định Geneva không được thực thi nên phía bà mới đi đến tình hình như hiện nay. Vâng, trước hết rất mong quý khán giả gọi đến cho chương trình Vui lòng nói to hơn vì chúng tôi hầu như không nghe rõ. Ông Monteil, câu hỏi thứ hai. Tôi xin được hỏi bà Bình, liệu bà Bình có lo ngại rằng sau khi Mỹ rút quân toàn bộ, sẽ kéo theo một cuộc thảm sát trên diện rộng từ đối phương của họ? Và đây là điều đáng báo động. Tôi không hiểu câu hỏi. Bà chưa hiểu câu hỏi. Tôi nghĩ thông tin viên vừa hỏi, bà có lo ngại không rằng sau khi Mỹ rút quân toàn bộ sẽ kéo theo việc tàn sát từ các đối thủ chính trị? Về việc thảm sát sau khi Mỹ rút quân, tôi cho rằng đó chỉ là một lời bịa đặt, hay đúng hơn là thủ đoạn do Mỹ tuyên truyền để che đậy những tội ác mà họ đang phạm phải và để bào chữa cho sự hiện diện của họ ở miền Nam Việt Nam. Quý vị đều biết rằng việc thảm sát vẫn tiếp tục diễn ra do sự có mặt của quân Mỹ, chẳng hạn như vụ thảm sát Sơn Mỹ. Sau khi Mỹ rút toàn bộ quân, nhân dân miền Nam Việt Nam sẽ biết cách giải quyết vấn đề với nhau theo tinh thần hòa hợp và đoàn kết dân tộc. Đất nước chúng tôi có truyền thống đoàn kết dân tộc. Điều này thì các ông đã biết. Câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi tiếp theo là của ông Vang Ly. Ông Vang Ly.
Vâng, thưa bà Bình, tôi xin hỏi bà vấn đề sau đây. Bà có thực sự cho rằng hội nghị Paris vốn đã kéo dài hơn 2 năm có thể mang lại một giải pháp cho vấn đề Việt Nam trong bối cảnh leo thang như hiện nay? Tôi nghĩ vấn đề này chúng ta đã bàn bạc trong chương trình. Và chỉ có từ thực sự là từ mới. Phía bà có dự kiến đề xuất một hội nghị Geneva thứ hai không? Thưa ông, về phía chúng tôi luôn mong muốn hội nghị Paris có thể đưa đến một giải pháp chính trị phù hợp cho vấn đề miền Nam Việt Nam. Nhưng điều đó không phụ thuộc vào chúng tôi. Bằng chứng là hiện tại chúng tôi buộc phải tạm dừng hội nghị do các hành vi chiến tranh. Tôi nghĩ chúng ta đã thảo luận vấn đề này khá kỹ ở đầu chương trình rồi. Và tôi cho rằng hội nghị Paris có toàn bộ căn cứ cần thiết để thành công nếu Mỹ thực sự quyết tâm. Câu hỏi tiếp theo. Ông Bertrand, xin mời đặt câu hỏi. Tôi xin đưa ra câu hỏi như sau. Chính phủ Pháp đã đề xuất một hội nghị mở rộng để giải quyết toàn bộ vấn đề Đông Dương. Tại sao phía bà lại bác bỏ đề xuất này, trong khi ai cũng nhận thấy đây là một cuộc xung đột liên quan đến toàn bộ Đông Dương? Bà đã nghe rõ câu hỏi chứ? Vâng. Phía Việt Nam chúng tôi cho rằng hội nghị Paris là đủ để giải quyết vấn đề Việt Nam. Vous pensez donc que le problème du Vietnam peut se régler séparément des autres problèmes? Alors si les États-Unis, nếu như thay vì giải quyết vấn đề Việt Nam, Hoa Kỳ lại đề xuất ý tưởng về một hội nghị mở rộng, thì chỉ có thể hiểu mục đích của họ là bào chữa cho thái độ của mình. Vậy phía Mỹ có cho rằng việc giải quyết toàn bộ các vấn đề của Đông Dương sẽ đơn giản hơn việc chỉ giải quyết vấn đề Việt Nam hay không? Không. Không, chắc chắn là không. Ông không cho rằng, thực ra từ chỗ là chiến tranh ở Việt Nam, bây giờ cuộc xung đột đã một lần nữa trở thành chiến tranh ở Đông Dương. Đó là chiến tranh Đông Dương, nhưng quý vị không thể giải quyết mọi việc cùng lúc. Có tới 3 vấn đề. Vấn đề Lào, vấn đề Campuchia và vấn đề Việt Nam. Nếu kết hợp tất cả cùng lúc, tôi sợ rằng chúng ta sẽ có một hội nghị kéo dài thêm 2 hay 3 năm nữa. Chắc chắn rồi, tôi tin rằng giải quyết từng vấn đề thì đơn giản hơn là giải quyết tất cả cùng lúc. Xin phép quý vị, tôi không cùng quan điểm với những gì các đồng nghiệp của tôi vừa trao đổi, vì tôi nghĩ ở Lào và Campuchia cũng đang xảy ra chiến tranh. Và cuộc chiến đó cũng cần được giải quyết. Theo tôi, có thể tổ chức một cuộc hội nghị mở rộng hoặc có thể đưa ra các điều kiện hòa bình để đàm phán. Ou bien avec la possibilité de créer des conditions de la paix pour négocier, ça veut dire. Tình hình tại ba nước hiện như nhau, và trong trường hợp này, các bên có thể cùng đàm phán vì quân đội miền Bắc Việt Nam đang có mặt tại Campuchia và Lào. Lúc trước, ông đã thay mặt nhân dân Việt Nam phát biểu ý kiến, và bây giờ ông lại thay mặt nhân dân Lào và Campuchia. Ông đang đi quá xa rồi. Xin được trình bày một điều duy nhất về việc ngừng bắn tại địa bàn. Chúng ta hãy thực tế một chút. Nếu người Mỹ thấy việc ngừng bắn không có lợi cho họ tại thời điểm này, họ sẽ không đề xuất. Còn nếu việc ngừng bắn tại địa bàn có lợi cho chính phủ cách mạng lâm thời hoặc cho chính quyền miền Bắc Việt Nam, đương nhiên là họ sẽ đề xuất. Người ta luôn muốn làm thế. Người ta luôn luôn lý trí, luôn bình thản, luôn điềm tĩnh khi mọi việc được giải quyết theo hướng có lợi cho họ.
Oui, on est toujours de bonne volonté. Đúng vậy, người ta luôn tỏ ra thiện chí nếu đang ở thế mạnh. Đúng vậy, ông nói có lý, nhưng để biết vấn đề đó có hợp lý hay không, cần phải xem xét cơ sở mà nó được hình thành, được áp đặt. Mà nó phát sinh. Đúng vậy. Cơ sở mà từ đó vấn đề nảy sinh. Xin khẳng định với quý vị rằng chúng tôi không phản đối ngừng bắn. Hãy ghi nhớ điều đó. Nhưng chúng tôi chỉ ủng hộ việc ngừng bắn dẫn tới hòa bình thực sự và bền vững. Và điều đó phải được thực hiện dựa trên sự tôn trọng quyền lợi dân tộc của chúng tôi. Nghĩa là Mỹ phải rút quân khỏi đất nước chúng tôi và nhân dân miền Nam Việt Nam có thể tự quyết định vấn đề của mình. Chỉ với những điều kiện như vậy thì mới có hòa bình bền vững. Đương nhiên rồi. Bà cũng thấy rằng tôi không hoàn toàn phản đối ý kiến của bà. Nhưng dù thế nào đi nữa, cũng nên bắt đầu đàm phán cách thức Mỹ rút quân khỏi Việt Nam. Vâng, chúng tôi đã đề xuất. Ông có thể thấy rằng chúng tôi đã đề xuất rất cụ thể. Tôi cho rằng đề nghị hòa bình 8 điểm mà chúng tôi đưa ra đã được ủng hộ rộng rãi bởi công luận, thậm chí cả công luận Mỹ. Vậy chúng tôi đã đề xuất điều gì? Rằng trong trường hợp chính quyền Mỹ tuyên bố chấp thuận rút toàn bộ quân trong thời hạn nhanh chóng và phù hợp, tức là trước 30 tháng 6 năm 1971, ngay lập tức chúng tôi sẽ dừng tấn công những toán quân đang... Việc Mỹ rút quân không được đàm phán. Mỹ phải rút quân, đó là nguyên tắc. Ông có công nhận quyền lợi dân tộc của nhân dân Việt Nam hay không? Nếu vậy, ông không thể giải thích cho sự hiện diện của Mỹ trên đất nước chúng tôi. Mỹ phải rút toàn bộ quân, đó là nguyên tắc. Không cần phải bàn, chúng ta cần bàn đến những vấn đề khác. Hoàn toàn nhất trí. Nhưng ông ta không đồng ý. Họ đã nói sẵn sàng đàm phán việc rút quân. Không, thưa quý vị, đó là đàm phán tiến trình rút quân ở số nhiều. Như vậy nghĩa là gì? Nghĩa là các bên đều rút quân. Các ông đều biết rằng mọi đề xuất của ông Nixon đều rất nham hiểm, nhưng chúng tôi rất hiểu. Ông ta chưa sẵn sàng rút quân Mỹ khỏi miền Nam Việt Nam. Rất nhiều khán giả đặt câu hỏi này cho bà Bình. Mặt trận giải phóng dân tộc, độc lập hay chịu sự chi phối của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa? Các ông đều biết rằng cuộc đấu tranh của nhân dân miền Nam Việt Nam suốt 16 năm qua là cuộc chiến của toàn dân tộc. Đó là cuộc chiến của toàn dân tộc, từ nông thôn tới thành thị. Thứ hai, trong cương lĩnh, chúng tôi đã nêu rõ các mục tiêu của mình, đó là hòa bình, độc lập và trung lập, hướng tới thống nhất đất nước trong hòa bình. Rõ ràng, cương lĩnh của mặt trận dân tộc, của chính phủ cách mạng lâm thời xuất phát từ tình hình và nguyện vọng của nhân dân miền Nam Việt Nam. Vậy cương lĩnh này có gì khác so với cương lĩnh của Hà Nội, thưa bà? Không lẽ ông không nắm được đường lối chính trị của Hà Nội và chính phủ cách mạng lâm thời? Chẳng có gì khác biệt. Tại sao? Không có gì khác biệt ư? Đó là chủ nghĩa xã hội. Ở đó người ta xây dựng chủ nghĩa xã hội. Còn chúng tôi chủ trương trung lập. Ông vẫn không thấy có gì khác nhau sao? Nghĩa là khác biệt duy nhất nằm ở chỗ. Ở phía này của đất nước thì cộng sản liên quan đến quyền lực. Còn ở đầu kia thì vừa đấu tranh vừa đàm phán. Như vậy thì chỉ là sự phân chia nhiệm vụ mà thôi. Các vị nghe nhé. Hai vị không phải đại diện của chính phủ Mỹ, nhưng lại đưa ra những lý lẽ giống hệt như họ. Người Mỹ lúc nào cũng dùng cái cớ chống cộng để bào chữa cho hành động đàn áp phong trào giải phóng. Câu hỏi tiếp theo. Bà Calisti xin mời đặt câu hỏi.
Tôi có một câu hỏi cho bà Bình. Xin chào bà. Tôi muốn hỏi phải chăng Mỹ vẫn tiếp tục sử dụng vũ khí hóa học và sinh học ở miền Nam Việt Nam? Và liệu chúng ta có thể gọi đó là tội ác diệt chủng đối với một dân tộc mà chính quyền Nixon đang âm mưu tước đoạt tự do? Vâng, xin cảm ơn bà về câu hỏi này, vì tôi cho rằng các phóng viên Mỹ có mặt tại đây không mấy quan tâm đến vấn đề đó. Các vụ thảm sát vẫn tiếp diễn ở miền Nam Việt Nam và chiến tranh hóa học cũng vậy. Xin đưa ra con số cụ thể. Trong 9 tháng đầu năm nay, đã có 300 người chết và 185.000 người bị nhiễm chất độc hóa học. Một diện tích rộng lớn, khoảng 415.000 hecta đất trồng bị tàn phá. Đó là hậu quả của chất độc hóa học đổ xuống 25 tỉnh thành ở miền Nam Việt Nam. Bà có thể thấy rằng chiến tranh hóa học đang tiếp diễn ở quy mô lớn, và điều này không chỉ gây hại cho cây trồng mà còn kéo theo thương vong. Tôi nghĩ việc này không chỉ tác động tạm thời mà còn ảnh hưởng lâu dài đến đất nước chúng tôi. Câu hỏi tiếp theo. Thưa ông Rivière. Ông Rivière. Vâng, chào ông Salembert. Câu hỏi của tôi như sau. Mới đây ông Minh, thường gọi là Minh Lớn, cho biết ông có thể ứng cử Tổng thống ở miền Nam Việt Nam. Câu hỏi của tôi như sau. Việc ông Minh có thể trúng cử sẽ đem lại thay đổi gì trên bàn đàm phán và tại địa bàn? Nói cách khác, lập trường của ông ta là gì và miền Bắc có tin tưởng ông ta hay không, thưa bà Bình? Bà hiểu câu hỏi chứ? Nếu tướng Minh trúng cử tại cuộc bầu cử sắp tới, việc tướng Minh lên nắm quyền phải chăng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho quan hệ giữa hai miền Việt Nam, thay đổi thế cục và khiến một giải pháp chính trị trở thành điều khả thi? Đó là điều rất quan trọng. Chúng tôi đã tuyên bố rõ ràng trong kiến nghị 8 điểm. Chúng tôi sẵn sàng đối thoại với chính quyền Sài Gòn không bao gồm Thiệu Kỳ Khiêm và ủng hộ hòa bình, độc lập và trung lập. Bà có cho rằng tướng Minh đại diện cho... Ông ta là người quyết định chính sách của mình. Nhưng bà đã phát biểu rằng dân tộc Việt Nam biết rất rõ ai là người ủng hộ độc lập. Hiện tại bà đang là đại diện của dân tộc Việt Nam và bà có thể cho chúng tôi biết rằng tướng Minh có cùng quan điểm đó không? Ông ta có ủng hộ trung lập và độc lập không? Liệu tướng Minh có được tất cả mọi người chấp nhận? Vâng. Trước hết, tôi đang thay mặt chính phủ cách mạng lâm thời và lập trường của chính phủ cách mạng lâm thời rất rõ ràng. Như những gì tôi vừa trình bày với các vị. Và nếu như ông Minh tuyên bố những chính sách giống như chủ trương của chúng tôi sẽ hành động như đã tuyên bố. Bà đang phát biểu cho chính sách của phía mình. Không, không phải cho chính sách của chúng tôi, mà cho nguyện vọng của dân tộc. Và ông biết rằng nguyện vọng của dân tộc Việt Nam được thể hiện qua những mục tiêu đó. Bà nắm độc quyền các nguyện vọng của dân tộc. Nói cách khác, nếu tướng Minh trúng cử và nếu tướng Minh tỏ ra ủng hộ hòa bình, như những gì ông De Villiers vừa nói, thì chính phủ cách mạng lâm thời sẽ chấp nhận đàm phán. Hiện tại, phía bà không áp đặt gì với tướng Minh chứ? Đúng vậy. Chúng tôi đã đưa ra tuyên bố và sẽ hành động như những gì đã tuyên bố. Đáng tiếc là chúng ta đã phải đến lúc dừng cuộc tranh biện mà tôi cho rằng có thể kéo dài nhiều giờ, thậm chí hết đêm. Tôi tin rằng tất cả chúng ta đều có chung một mong muốn cần bày tỏ, đó là một ngày nào đó, hội nghị Paris mà chúng ta vừa thảo luận và đang dừng lại ở phiên họp thứ 93 sẽ được khởi động lại, và ngay tại nơi đây, khách sạn Majestic đường Klebe, các bên có thể trao đổi thẳng thắn để đi đến thống nhất và bắt đầu phác thảo một giải pháp chính trị cho vấn đề dai dẳng này. Politique de ce problème qui évidemment n'a que trop duré.
Và thưa các đồng nghiệp Mỹ, chúng tôi sẽ ghi nhận những gì các vị đã phát biểu tại chương trình hôm nay. Cuối cùng thì chúng ta cũng biết rằng các vụ ném bom hồi tuần trước không phải là sự thể hiện có ý đồ của chính quyền Washington về việc thay đổi chính sách. Và chúng tôi cũng ghi nhận những gì bà Bình đã chia sẻ rằng hội nghị, hay đúng hơn là tập hợp các phiên họp dự kiến tổ chức tuần này sẽ bị hoãn đến tuần sau. Và điều đó không có nghĩa là miền Bắc Việt Nam và chính phủ cách mạng lâm thời chấm dứt vĩnh viễn hội nghị Paris. De boycotter définitivement la conférence de Paris. Donc il reste encore un espoir. Tóm lại, vẫn có thể hy vọng rằng các bên sẽ tiếp tục họp bàn tại khách sạn Majestic, đường Clébé. Ici l'hôtel Georges V. Xin cảm ơn bà. Cognac G. Merci madame.